Phiên rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FVNC Việt Nam ngày hôm nay mùng 6 tháng 11. Và như thường lệ, đầu tiên xin được mời quý vị điểm qua những nội dung nổi bật ngay sau đây. Bộ Tài chính đối thoại với hơn 600 doanh nghiệp về vấn đề thuế và thủ tục hải quan. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ hoàn tất kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm nhất vào năm 2017. Nhưng trước hết sẽ là thông tin Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Slovakia bày tỏ quan tâm đến lĩnh vực năng lượng nhân chuyến thăm của ông đến Việt Nam. Và sau đây là phần tin chi tiết thưa quý vị. Đại diện Slovakia khẳng định muốn đầu tư vào ngành năng lượng Việt Nam, kể cả thủy điện, nhiệt điện và cả năng lượng hạt nhân. Ghi nhận từ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Slovakia. Theo ông Miroslav Lajab, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Slovakia, ngành năng lượng là một trong những thế mạnh của nước này. Vì vậy, các doanh nghiệp Slovakia rất quan tâm đến chuyện tham gia vào thị trường năng lượng tại Việt Nam. Đại diện một trong những tập đoàn quốc gia hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tại Slovakia là International Base Group cũng đã khẳng định đang tích cực tìm kiếm đối tác Việt Nam để mở đường cho một nhà máy sản xuất thiết bị điện ngay tại Việt Nam. Chúng tôi đã vài lần đến Việt Nam rồi và chúng tôi nhận thấy nhiều tiềm năng ở đây. Chiến lược của chúng tôi bước đầu là đưa sản phẩm của mình vào thị trường Việt Nam trước. Chỉ thấy đó, thị trường bất động sản Việt Nam tạo ra nhu cầu rất lớn về các sản phẩm thiết bị điện. Do đó, chúng tôi muốn hợp tác với tất cả doanh nghiệp Việt Nam ở tất cả các khâu. Chúng tôi còn muốn có nhà máy sản xuất ngay tại Việt Nam. Cũng theo vị đại diện International Base Group, trước hết, tập đoàn này sẽ bắt tay vào việc nghiên cứu thị trường và tìm kiếm đối tác phân phối sản phẩm tại Việt Nam trước. Chuyện xây dựng nhà máy tại Việt Nam có thể diễn ra trong một tương lai gần. Hiện Slovakia có 5 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 235 triệu đô la Mỹ. Tuy chỉ xếp thứ 32 trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, nhưng đây là quốc gia Đông Âu có vốn đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 600 doanh nghiệp đã tham gia hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính, thuế và hải quan năm 2014 do Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Thưa quý vị, mặc dù đã có rất nhiều hội nghị đối thoại giữa cơ quan thuế, hải quan với doanh nghiệp diễn ra từ rải rác từ đầu năm đến nay, tuy nhiên thì có thể thấy thì hội nghị lần nào cũng thu hút rất đông các doanh nghiệp tham gia. Điều này cho thấy rằng là các cái vướng mắc về thuế và hải quan vẫn đang là những cái trở ngại rất lớn trong quá trình kinh doanh cũng như là phát triển của doanh nghiệp. Tại hội nghị lần này thì đa số các ý kiến của doanh nghiệp cũng đều tập trung vào việc làm sao đơn giản những cái thủ tục cho doanh nghiệp trong quá trình nộp thuế cũng như là làm thủ tục thông quan. Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn giấy vi tính Liên Sơn, hiện nay một số thủ tục hải quan đang gây khó khăn cho doanh nghiệp, như thủ tục đóng phí để mở tờ khai hải quan bằng việc chuyển khoản qua kho bạc nhà nước, việc quy định mã hàng không thống nhất với một mặt hàng trong kê khai tờ khai hải quan, sự thiếu liên kết thông tin giữa cơ quan hải quan. Đặc biệt là doanh nghiệp cho rằng các văn bản pháp luật về thuế hải quan hiện nay liên tục thay đổi, khiến cho doanh nghiệp không kịp cập nhật để chủ động trong kinh doanh. Nhiều thông tư vừa ban hành chưa kịp thực thi, lại có những thông tư khác, những quyết định, những văn bản sửa đổi bổ sung. Có những thông tư tuổi thọ có ổn định 1 năm và nhiều khi thông tư chưa tới 1 năm. Doanh nghiệp và cán bộ thuế học tập, tập huấn chưa kịp thuộc bài thì đã bị bỏ thay thế bằng thông tư mới. Đây là việc mà doanh nghiệp và cán bộ thuế tốn rất mất nhiều thời gian để hiểu, thực thi, chấp hành luật thuế. Thời gian lãng phí này cũng không kém những thời gian mà kê khai thuế. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường và đang đàm phán ký kết hơn 7 hiệp định thương mại tự do. Các cơ quan nhà nước cũng thường xuyên đối thoại với các doanh nghiệp để tiếp thu các điểm bất hợp lý về mặt chính sách. Do đó, việc các chính sách thuế, hải quan phải thay đổi liên tục vào thời điểm này. Vì đến 2018 chúng ta gọi là hội nhập một cách đầy đủ với ASEAN. Giả sử quý 1 năm tới ký được, 2016 ký được TPP, cuối năm nay đã kết thúc được đàm phán với Hàn Quốc, cuối năm nay kết thúc đàm phán EU, đúng không? Đấy. Thì như vậy chúng ta còn xin ân hạn 5 năm, 3 năm tới 5 năm thì mà hai cơ mà. Quá trình ân hạn là quá trình chúng ta điều chỉnh chính sách, điều chỉnh biểu thuế để làm sao có lợi nhất cho quốc gia. Thì rõ ràng là như vậy phải đến năm 2020, đúng không? Thì mới tạm gọi là chính sách tương đối ổn định.
nếu chúng ta sử dụng một cách cực đoan, điều chỉnh ngay để 5 năm nữa ổn định, thì xin thưa là nó sẽ thiệt hại rất lớn. Ngoài ra, các vấn đề như thu phí không hợp lý, bất cập trong thủ tục hoàn thuế VAT, trong thực hiện các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp cũng được các doanh nghiệp phản ánh với lãnh đạo Bộ Tài chính. Thưa quý vị, kết thúc buổi đối thoại thì Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng yêu cầu cơ quan thuế, hải quan, các địa phương tiếp tục xem xét giải quyết những cái phản ánh của doanh nghiệp đã được nêu ra trong cái buổi đối thoại ngày hôm nay, và Bộ Tài chính cũng sẽ xem xét lại những cái kiến nghị của doanh nghiệp để mà có những cái sửa đổi cần thiết trong các văn bản pháp luật để mà tạo thuận lợi nhất cho hoạt động của doanh nghiệp. Theo thông tin của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong cuộc họp về tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố diễn ra vào hôm 4 tháng 11, thành phố sẽ hoàn tất kế hoạch cổ phần hóa đã đề ra chậm nhất đến 2017. Theo kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012-2015, thành phố sẽ cổ phần hóa 31 doanh nghiệp nhà nước. Giai đoạn sau 2015 sẽ cổ phần hóa 48 doanh nghiệp nhà nước. Riêng trong năm 2014, thành phố đã có kế hoạch cổ phần hóa 15 doanh nghiệp. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Ủy ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố cho hay, đến hết năm 2014, thành phố chỉ có thể hoàn thành cổ phần hóa 12 doanh nghiệp. 3 doanh nghiệp còn lại, do vướng mắc về thủ tục quyết toán các dự án bất động sản, chưa xác định được giá trị tài sản nên sẽ được cổ phần hóa vào năm sau. Vào năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh cũng không hoàn thành tiến độ cổ phần hóa với 9 doanh nghiệp nhà nước do các vướng mắc trong nội bộ doanh nghiệp và chậm trễ trong một số thủ tục. Hồi tháng 3 vừa rồi, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc 29 doanh nghiệp nhà nước tại thành phố đã ký kết cam kết nhận bị hạ bậc lương, khiển trách hoặc chuyển công tác, thậm chí là bị cách chức nếu như không cổ phần hóa công ty đúng thời hạn. Và chuyên mục mỗi ngày một con số, hôm nay chúng tôi muốn nói đến con số 17.000 tỷ đồng. Đây là tổng số tiền vay để đầu tư chứng khoán hiện nay, thường được gọi là đầu tư bằng đòn bẩy tài chính. Theo Vụ Quản lý Kinh doanh Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thống kê mới nhất về đòn bẩy tài chính tổng hợp từ các công ty chứng khoán cho thấy số tiền nhà đầu tư vay tại công ty chứng khoán để đầu tư cổ phiếu đã tiếp tục tăng từ 15.000 lên 17.000 tỷ đồng vào tháng 10 năm nay. Tính bình quân suốt từ tháng 7 đến nay thì dịch vụ đòn bẩy tài chính tăng trưởng khoảng 10% một tháng. So với tổng vốn của các công ty chứng khoán đang là 36.000 tỷ đồng, thì quy mô đòn bẩy này hiện tương đương 47%. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Chứng khoán, đây chưa phải là con số có thể gây ra rủi ro. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 6 tháng 11, thì giá vàng SJC lần đầu tiên quay về mức giá thấp nhất trong gần 10 tháng qua, kể từ thời điểm trung tuần tháng Giêng năm nay. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là chênh lệch giá so với thế giới liên tục giãn rộng và chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. Từ sáng sớm nay, vàng SJC niêm yết tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mất mốc 35 triệu đồng một lượng và duy trì ổn định cho đến tận cuối ngày. Với mức mua vào là 34,86 triệu đồng một lượng, bán ra là 34,98 triệu đồng một lượng, giá vàng SJC hiện đang cao hơn thế giới 5,4 triệu đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay mất thêm 20 đô la mỗi ounce về mức 1.144 đô la một ounce vào chiều nay tính theo giờ Việt Nam. Các loại vàng nhẫn của các thương hiệu Bảo Tính Minh Châu, Phú Quý hay Phượng Hoàng của Đông Á đang được mua bán từ khoảng 30 đến 31 triệu đồng một lượng. Như vậy, nếu như giá vàng thế giới đã về mức đáy của 4 năm rưỡi qua, thì giá vàng trong nước mới ở mức thấp nhất trong 10 tháng gần đây, vì mức giảm trong hơn một tuần qua thường xuyên chậm hơn giá thế giới. Mức giá cực thấp của vàng thế giới được cho là xuất phát từ đà tăng tốc của thị trường chứng khoán Mỹ trong đêm qua, khi cả hai chỉ số Dow Jones và Standard & Poor's chạm mức đỉnh kỷ lục, còn đồng đô la Mỹ thì tăng giá trên thị trường tiền tệ. Và như thường lệ, phần thời lượng còn lại trong phần 1 bản tin FVNC Việt Nam ngày hôm nay sẽ là những thông tin từ thị trường chứng khoán trong nước. Và chứng khoán hai sàn đã đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay mùng 6 tháng 11. Mặc dù vậy, thì chỉ số VN Index vẫn chưa thể lấy lại mốc 600 điểm. Hoạt động giao dịch diễn ra vô cùng ảm đạm khi mà dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay lại thị trường. Sau vài phiên mất điểm, sắc xanh đã trở lại với thị trường nhờ vào sự hỗ trợ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, Masan. Tuy vậy, lực cầu vẫn ở mức thấp, khiến cho hoạt động giao dịch khá ảm đạm. Nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng trước những diễn biến thiếu tích cực của thị trường. Bước sang phiên buổi chiều, mặc dù VN Index vẫn tăng điểm, nhưng hoạt động mua trở nên khó giữ được vững. Khi mà các mã chủ chốt không còn duy trì được sắc xanh, số mã tăng dù có lấn lướt hơn số mã giảm giá, tuy nhiên đều không đủ để giúp cho chỉ số sàn HOSE lấy lại mốc 600 điểm. Cuối phiên, VN Index tăng nhẹ lên 597,85 điểm, khối lượng giao dịch chỉ đạt hơn 90 triệu đơn vị, ứng với 1.600 tỷ đồng. Sắc xanh bao phủ sàn Hà Nội trong suốt phiên giao dịch, các mã chủ chốt đều trong xu thế tăng giá, nhưng hoạt động giao dịch lại ở mức thấp.
dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng để quay trở lại thị trường, không khí giao dịch ảm đạm diễn ra tương tự như sàn HOSE. Khép phiên, HNX Index tăng 0,7% lên mốc 89,32 điểm, thanh khoản đạt 840 tỷ đồng, tương đương gần 62 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Và trong phần 2 của bản tin thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin nổi bật ngay sau đây. Hãng tư vấn nhân sự Tower Watson Việt Nam nhận định Việt Nam có thể dẫn đầu mức tăng lương khu vực Đông Á vào năm 2015. Nhiều doanh nghiệp kiến nghị Quốc hội đơn giản hóa thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản.